tại Hà Nội có duy nhất một khu đô thị được phủ xanh bởi những dãy thông thanh lọc không khí, đem đến một không gian xanh, mát mẻ, tươi mới. Là khu đô thị đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội, The Phoenix Garden là nơi ta luôn muốn quay về, nơi cất giấu sự bình an lan tỏa trong từng khoảng không gian thiên nhiên đất trời, nơi tái tạo năng lượng sau những ồn ào đô thị. Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, The Phoenix Garden tiếp giáp đường Tây Thăng Long, trục Tân Hội, đường Vành Đai 4 đi sân bay Nội Bài, đường Nam 32 đi cao tốc Láng - Hòa Lạc, cầu Diễn. Từ The Phoenix Garden về trung tâm Hà Nội chỉ mất 15 phút đến Mỹ Đình, 20 phút đến trung tâm thành phố Hà Nội. The Phoenix Garden được quy hoạch trên diện tích rộng 45 hectare với tổng mức vốn đầu tư cho cảnh quan hiện hữu lên đến 2.000 tỷ đồng. Tổng diện tích cây xanh, công viên và khu vui chơi ngoài trời chiếm tới 14,46 hectare. Đặc biệt cây xanh ở đây đặc trưng là thông cùng với các dãy đồi nhấp nhô, tạo nên không gian làm liên tưởng tới xứ Đà Lạt thơ mộng. The Phoenix Garden được đầu tư hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, tổ hợp khách sạn và trung tâm mua sắm 13 tầng, chuỗi bar, cà phê và nhà hàng sang trọng, hệ thống trường mầm non tiên tiến, trung tâm y tế, khu thể thao bể bơi ngoài trời, sân tennis, đất nền, khu vui chơi rộng lớn thỏa sức cho trẻ phát triển trí tuệ và thể chất. Sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi với những áp lực công việc, cư dân tại The Phoenix Garden luôn có một không gian sống xanh thư thái, bình yên để tái tạo nguồn năng lượng đã mất. The Phoenix Garden không chỉ là nơi để chúng ta trở về, mà còn là nơi để con cái báo hiếu với đấng sinh thành. Họ có thể an hưởng tuổi già với các bài tập dưỡng sinh ngay giữa thiên nhiên đầy nhẹ nhàng. Tuổi già còn gì hạnh phúc hơn khi được sum vầy bên con cháu, ngồi ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, nghe con cháu kể về những công việc thường ngày hay những dự định cho tương lai. Đặc biệt, The Phoenix Garden còn là nơi mọi người thể hiện lòng nhất tâm hướng Phật, tìm về sự an nhiên tại ngôi chùa Đại Từ Ân, cũng là trường trung cấp Phật giáo. Đây cũng là dự án duy nhất trong các khu đô thị có sự hiện diện văn hóa tâm linh cho cư dân. Trong quần thể khu đô thị The Phoenix Garden, tiểu khu Hoa Mẫu Đơn Peony Hill là tiểu khu bình yên, cao sang, vị thế đẹp nhất trong toàn khu. Biệt thự tại tiểu khu Mẫu Đơn Peony Hill được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển Pháp sang trọng bởi đơn vị quốc tế SITE Architecture Pháp khẳng định đẳng cấp cho gia chủ. Diện tích mỗi căn biệt thự từ 200m² với 3 tầng và 1 tum đem lại cuộc sống an nhiên, thoải mái. Với thiết kế thông minh, dự án không bị che chắn bởi bất cứ kiến trúc nào, sẽ đảm bảo được gió và ánh sáng tự nhiên tới từng góc trong ngôi nhà. The Phoenix Garden, khu đô thị đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội.